Đây nhá các bạn ơi, đây này, đây mới là độc lạ Bình Dương nhá, đây mới là độc lạ Bình Dương này. Vì sao đây lại là độc lạ Bình Dương? Với một cái tác phẩm rất nhỏ bé xinh xắn mà chúng tôi đang để ở ngay trên lòng bàn tay, nhưng được điêu khắc trên cái chất liệu gỗ đó là hoàng đàn tuyết Lạng Sơn, thuộc loại gọi là thượng phẩm thấu quang và kết tuyết. Bởi vì sao? Bởi vì từ một cái phôi gỗ nhỏ như này thôi nhá, từ một cái phôi gỗ rất nhỏ như này đó, 4 x 6 x 1 này, từ cái phôi gỗ đang kết tuyết như này bắt đầu chúng tôi mới lại đục chạm một cái tích tranh lên trên đây đó, đục chạm một cái tích tranh. Và xin giới thiệu với các bạn là cái tích tranh này có tên đó là Lý Ngư Liên Hoa đó. Tại sao lại có tên là Lý Ngư Liên Hoa? Bởi vì là con cá chép ở trong âm Hán Việt gọi là ngư, đồng âm với chữ dư giả, và liên hoa có nghĩa là hoa sen, đọc gọi trại sang là liên hoa thì có nghĩa là liên tiếp, có nghĩa là liên tục dư giả và phát triển. Hoa sen lại tượng trưng cho điểm lành, cho nên là khi đục tác phẩm này đến đây có tên là Lý Ngư Liên Hoa, có nghĩa là chúng ta chơi tác phẩm này không những được hít cái mùi thơm của cái gỗ hoàng đàn tuyết Lạng Sơn, được thưởng thức những cái đường nét đục của tranh gỗ Bùi Gia, mà về vật phẩm phong thủy thì nó còn là giúp cho chúng ta có thể có được thêm những cái thuận lợi mới, có thêm được cả những cái của dư của giả ở trong nhà đó. Và cái chân đế thì chúng tôi đục bằng bằng gỗ chắc này đó, chân đế đục bằng gỗ chắc đó, rồi sau đó là đặt lên trên cái tác phẩm nhỏ bé này. Rồi sau đó là khi mà chúng ta không muốn để bị mất mùi và tiếp tục lên tuyết, chúng ta chỉ cần cho vào trong cái hộp kính như này đó. Thế thì khi mà chúng ta bày ở trong nhà thì nó sẽ rất phù hợp với các vị trí, ví dụ như là trên bàn làm việc, trên bàn trà hay là trên một cái bàn để tiếp khách, thì chắc chắn là khi mà khách hàng vào ngửi được cái hương thơm và thưởng thức cái đường nét này chắc chắn sẽ rất là mê nhá. Và bật mí với các bạn là đây là một tác phẩm mà hoàn toàn mới, có một cái mức giá cực kỳ là ưu đãi, chỉ với một vài chỉ vàng thôi các bác nhá. Các bác cứ liên hệ xem là bao nhiêu nhá.